Yêu nó chỉ lên thôi, tao có hết được một năm rồi phải không? Nó thăng tiến và mua xe hơi mới. Sau khi ly hôn với con, mọi chuyện đều thuận lợi. Bác Quốc Quốc sắp tái hôn với một cô gái giàu có và trẻ trung. Cô chắc là cô đơn lắm ha. Đem về là nghĩ đến đàn ông nữa. Ai lại đi mướn một bà thím đã không làm việc 10 năm nay chứ. Đã theo tôi đến đây mà còn cư xử như vậy là không đúng rồi. Ở tuổi của tôi không phải gặp gỡ ai đó để yêu đương. Tôi còn phải hẹn hò để đám cưới. Gặp mua già đó hả? Còn nghĩ mình điên chứ. Con không biết mẹ đang làm như vậy là vì con sao? Con biết rồi. Thông gia giàu có, ông xã tử tế. Cô đang chọc ghẹo mẹ chồng quá bổ của cô đó hả? Chắc là vì cô xuất thân từ gia đình thấp kém. Vợ cũ của anh ấy đã tới rồi. Vợ cũ sao? Có khi nào chúng ta từng gặp nhau chưa? Con đã nói ba đừng có uống nhiều quá mà. Lỡ con nghe thấy thì sao? Sao tôi có thể không nổi điên khi anh gặp gỡ tôi chỉ để sửa nhà cho anh thôi chứ? Anh sẽ không liên hệ nói cho việc của chúng ta đúng không? Chúng tôi đang tìm một biên kịch để làm việc với đạo diễn Okien Su đó. Sao hả? Đúng là được cười khi một bà cô như tôi mà còn làm giá sao? Nếu đạo diễn Ô đến đây, tôi sẽ đốt tay mình hay là nhảy khỏa thân hả? Mà tình huống này là sao đây? Sao khi hành động như con ngốc, ai mà muốn làm việc chung nữa? Tôi muốn trở về cách đây 20 năm. Tôi muốn trở về quá khứ. Cho tôi xin lỗi về chuyện lần trước. Chắc là làm anh sợ lắm. Thật tình thì tôi cũng có hơi có chút bối rối. Tôi thành thật xin lỗi. Trước đây tôi từng có một trải nghiệm không tốt ở khách sạn đó. Tôi đã tưởng là mình lại bị như vậy nữa, cho nên mới mắc sai lầm đó. Cô sẽ làm việc với chúng tôi chứ? Sao? Đạo diễn Ô cũng thích kịch bản của cô. Tôi cũng đã nhận được kịch bản. Tôi muốn hợp tác với cô. Cô cảm thấy thế nào? Còn sự cố vừa rồi thì sao? Mọi người đều mắc lỗi mà. Chúng ta hãy coi nó như là đó là một ký ức vui vẻ của hai chúng ta. Thật sao? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Xin lỗi, chờ tôi một chút nha. Anh đang họp mà. Là hôm nay sao? Đừng có bực bội nữa. Em cũng nên tập chấp nhận con trai của cậu ta nữa chứ. Hiểu rồi, vậy ha. Em gái của anh chắc là sắp kết hôn. Con bé yêu một người đàn ông đã ly hôn và có một đứa con. Với mọi thứ đều đến gần, mọi thứ hình như là đều khiến cô bé bực bội. Phải, tôi đoán là vậy. Sao lại kết hôn với một người đã ly dị? Có vẻ như tôi cũng là người đã ly hôn. Vậy sao? Tôi không phải là có ý gì đâu. Anh biết là tôi cũng là một người đã ly dị. Dù sao thì tôi cũng là... Tôi nghĩ là người đàn ông đó thật sự là một người rất may mắn. Người may mắn đó. Rất may mắn. Nó cũng được, nhưng mà không dành cho chúng ta. Hình như mình không thể tìm được đúng người thì phải. Mời vô. Hai người nói chuyện nghiêm trọng gì? Chúng tôi đang nói chuyện về đạo diễn Ly. Em ước gì có một đạo diễn có tài năng thật sự. Chúng ta có lẽ không tìm được đúng người rồi. Bạn tôi, cô ấy là một nhà trang trí nội thất nổi tiếng. Thậm chí cô ấy còn nhận được giải thưởng sau khi làm đạo diễn nghệ thuật cho một phim ngắn. Thật chứ, hay lắm. Sau này hãy giới thiệu cô ấy cho chúng tôi. Trước tiên để tôi chính thức giới thiệu, hai cậu đã gặp cô ấy rồi. Đây là người sẽ làm việc với chúng ta biên kịch Jun Jung Wan. Tôi là Jun Jung Wan. Mời cô ngồi. Cô biết đạo diễn Ô rồi, đây là nhà sản xuất Bắc. Anh ấy đã thực hiện hai phim với đạo diễn Ô. Xin chào. Tôi biết cuộc gặp đầu tiên của chúng ta có chút kỳ lạ, nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Đó cũng có thể là cuộc gặp định mệnh của chúng ta, không phải thật vậy sao? Liệu tôi có nên coi việc thấy một người phụ nữ khóc đến hai lần là một định mệnh hay không? Anh nhìn thấy cổ khóc hai lần sao? Anh gặp lại cổ sau khi chúng ta về hả? Cậu tò mò thì hỏi cô ấy. Wow, tôi tò mò thật đó. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Chúng ta lần sau hãy nghe chuyện đó đi ha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng cố gắng cho dự án này. Có rất nhiều người đang đoán dự án tiếp theo của cậu đó. Theo như những gì tôi nghe từ cô thì không phải cô tự chuốc dạ vào thân mỗi khi cô gặp tôi hay sao chứ? À không, chắc là cô sẽ nhảy khỏa thân. Trời đất ơi, tôi sẽ được xem trình diễn thoát y miễn phí rồi. Để Duyên Ngôn, chúng ta đừng nói về chuyện đêm đó nữa. Bây giờ thì chúng ta hãy nói chuyện công việc thôi. Vậy đi ha. Được rồi. Tác phẩm tiếp theo tôi đang chuẩn bị là một phim sử thi huyền bí. Tôi có hơi hồi hộp vì đây là phim lịch sử đầu tiên của mình. Cô xem đi.
Nó hoàn hảo vì chính tôi đã tự viết. Nhưng mà tôi đang tham khảo chuyển biến tâm lý từ phái nữ để thêm những cảm xúc tinh tế vào đó. Khoan đã. Có vấn đề gì sao? Thường thì chu kỳ hàng tháng của tôi rất ổn định, tháng này vẫn chưa có nữa. Nó có thể bất thường một chút khi cô có tuổi, chuẩn bị trước vào giai đoạn mãn kinh, vậy nên không cần phải lo lắng. Dạ. Cô vẫn còn độc thân đúng không? Dạ. Bàng quang của cô bị yếu, cô nên kết hôn và sinh con càng sớm càng tốt. Vậy sao? 39 đã coi là già rồi, và sẽ khó có con nếu như cô lớn tuổi hơn nữa. Nếu như cô đang hẹn hò với ai đó thì tốt hơn là cô nên kết hôn sớm đi. Có chuyện gì? Giám đốc, chúng ta phải làm sao? Cái kệ này quá cao, không thể đẩy dưa vào bàn. Ý cô là sao? Tôi đã đo chính xác rồi mà. Em xin lỗi, em nghĩ là mình đo sai rồi. Có lý không hả? Cô không kiểm tra lại trong nhà máy sao? Là được làm ở nhà máy khác thôi. Sao hả? Không phải là cho dân sớt đưa khách hàng tới đây dạ sao? Dạ phải, họ đang đến đây. Tôi có nên gọi cậu ấy hẹn lại ngày khác không? Hay chúng ta cứ xin họ bỏ qua cái này? Cô nghĩ là gọi điện sẽ hiệu quả sao? Đưa cái cưa đi. Dạ. Không nghe tôi nói hả? Đưa cái cưa đây. Cưa. Nhanh lên, lên lên. Lại nhanh lên đi. Nhanh lên à, ra đi, tôi sẽ làm cho. Không, tôi sẽ làm. Bà tới rồi sao? Xin mời. Ôi trời, dễ thương quá. Tôi không biết là nhà của chúng tôi rộng như vậy đó. Bởi vì nó đã được nới rộng ra ban công, chúng tôi đã lát sàn nhà bằng đá cẩm thạch và khiến họ mang phong cách hiện đại. Bà có muốn xem qua bên này không? Mày à. Giám đốc à, em xin lỗi. Sao em phạm phải lỗi lầm kiểu này chứ? Giám đốc bỏ qua nha. Lần sau tôi không bỏ qua đâu. Đừng làm ra vẻ vô tội như vậy. Không đến phụ lần nào hết mà lại nổi giận sao? Thì dù gì cũng là lỗi của em. Nếu chúng ta nói với khách hàng thì chuyện này có thể giải quyết sao? Cô ấy không thể lấy chồng vì cái tính khí như vậy đó. Em nghe chị ấy nói đang gặp gỡ ai đó. Chị nghĩ họ đã chia tay rồi. Thật sao? Đã xảy ra chuyện anh gì? Anh lại gặp một người xấu tính như cô ta. Có lẽ tên đó chỉ rút tiền và đá cô ta thôi. Thật không? Ai là người đang gặp gỡ cô ấy vậy ta? Hai người nói là phải đến công trình Shin Sa Đông, phải vậy không? Đúng rồi, chúng ta đi thôi. Ôi lạnh quá. Vậy thì chúng ta hãy xử lý theo lịch trình mà đạo diễn đưa ra đi ha. Vất vả rồi, vất vả rồi. Xin lỗi, đạo diễn Ô. Tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng ngày hôm qua tôi nghĩ là mình đã phạm phải sai lầm rồi. Ơi, cô đang nói cái gì vậy? Sai lầm cái gì đây chứ? Một sai lầm lớn, cực kỳ lớn. Dạ. Ôi trời, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không có gì để nói. Được rồi, rất thú vị. Nhưng mà tôi hỏi là vì tôi thật sự tò mò. Anh hỏi đi. Cô chắc là rất nổi tiếng vào 20 năm trước. Cô đã nói là muốn quay lại quá khứ khi cô say mà. Tôi sao? Theo tôi thì dù là 10 hay 20 năm trước, tôi nghĩ cô có gương mặt không thay đổi gì cho lắm. Tôi xin phép. Ê, nói giỡn thôi nghe. Tôi...